Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Moikin TV nha các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá trị thiên hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Moikin TV nha các bạn. Thì hàng ngày kênh Moikin TV sẽ quay và cập nhật giá một số loại nông sản có khu vực cùng châu Mai, Hồng Ngự, Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây trên kênh của Moikin TV nha các bạn. Thì cũng quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt hay là có quan tâm đến giá hiện nay thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá trị thiên qua từng ngày trên kênh của Moikin TV nha các bạn. Thì hàng ngày kênh Moikin TV sẽ cập nhật giá để cho mọi người cùng tham khảo tại khu vực Cồn Châu Ma, Ngự Đồng Tháp cũng như xã Tân Quế, Tân Quề để cho mọi người cùng tham khảo trên kênh của Moikin TV. Thì quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá ớt chỉ thiên hôm nay. Là ngày 14 tháng 8 năm 2021. Thì thương lái mua tại khu vực xã Tân Quề với giá ớt giá dao động tầm khoảng từ 12.000 đến 15.000 đồng trên ký nha các bạn. Đối với khu vực xã Tân Quề cũng như Tân Quế, Tân Hòa và Tân Long thì hôm nay giá ớt chỉ có hàng ớt có một giá dao động tầm khoảng từ 12 đến 15.000 thôi các bạn. Thì không có hàng ớt phân thư cổ nữa. Thì thương lái mua ở đây thì có một giá mọc như vậy thì em chỉ báo vậy cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo thôi ha. Thì thương lái mua ở đây thì cũng tùy nơi, tùy khu vực cũng như tùy từng loại ớt mà có giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp nên là một số thương lái từ các tỉnh khác lại thu mua ở các nơi cũng gặp rất nhiều khó khăn, và việc buôn bán cũng bán hàng ở chợ cũng gặp rất nhiều khó khăn do một số chợ đã đóng cửa và tới giờ chưa được buôn bán trở lại. Thì giá cả có thể thay đổi theo tùy nơi cũng như tùy khu vực mà có giá cả khác nhau. Thì do tình hình dịch bệnh thì em chỉ quay và cập nhật giá để cho mọi người cùng tham khảo tại khu vực xã Tân Quề, Tân Quế cũng như Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi nha các bạn. Thì nếu kênh có làm video có làm gì sai sót thì cũng mong quý chị và các bạn cũng vui lòng thông cảm bỏ qua. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.